Thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là những thông tin nóng chúng tôi vừa cập nhật cách đây ít phút liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng tại chung cư Carina Plaza ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì vấn đề mà nhiều người dân đang rất là quan tâm lúc này đó là trách nhiệm và mức bồi thường của chủ đầu tư sẽ như thế nào. Vụ cháy chung cư Carina Plaza tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh xảy ra đến nay đã hơn 3 ngày và trong sáng nay thì lãnh đạo công ty cổ phần đầu tư 577, đơn vị góp 95% vốn đầu tư cổ phần với công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Thanh đã từ chối khá nhiều những cơ quan báo chí khác để trả lời phỏng vấn độc quyền cho Chuyển động 24 giờ. Sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe. Tính đến ngày hôm nay thì vụ cháy cũng đã diễn ra được hơn 3 ngày rồi. Vậy là chủ đầu tư của dự án thì công ty mình đã có những cái động thái gì để hỗ trợ cho người dân ạ? Với tư cách là đại diện công ty 577, tôi xin chia sẻ với tất cả những cái cư dân của dự án Carina trong cái tai nạn vừa qua, cũng như xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các cấp chính quyền và các nhà tài trợ đã quan tâm đến và hỗ trợ chúng tôi để cùng vượt qua cái khó khăn này. Thứ nhất là đối với những người chết và bị thương thì chúng tôi đã ngay cái hôm mà vừa xảy ra cháy thì chúng tôi cử các top nhân viên vào đến bệnh viện. Và đối với những cái những cái người bị mất thì chúng tôi đã tạm ủng hộ 100 triệu đến một người để hỗ trợ cho Ma Chay và hỗ trợ và thăm hỏi tất cả những cái người đang nằm ở bệnh viện. Tổng cộng cái khoản hỗ trợ đó là hơn 1.8 tỷ. Ngoài những cái trường hợp mà người dân tử vong và những người bị thương đã được hỗ trợ rồi, thì đối với những người hiện nay chưa có chỗ ở và phải đi thuê nhà thì công ty mình đã có những hỗ trợ ra sao? Chúng tôi giải quyết cái khủng hoảng là chúng tôi giải quyết một cách triệt để, không phải chỉ giải quyết cái tiền hỗ trợ mà còn là sửa chữa, đền bù xe cộ, thời gian lúc nào cho cư dân quay lại, và đặc biệt và địa điểm trả đương nhiên là do tại địa văn phòng chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Thanh. Nhiều người dân họ có phản ánh là công trình xây dựng này thì xảy ra nhiều vi phạm đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của con người. Và những phản ánh này thì được họ đã phản ánh trực tiếp lên với ban quản lý chung cư. Thế nhưng vẫn chưa được giải quyết, thì ông nói gì về cái điều này ạ? Công ty Hùng Thanh đã 2 lần tổ chức đại hội nhà chung cư. Lần thứ nhất tổ chức không thành, do người dân phản đối và không đồng ý những cái người dân tham gia vào ban trụ bị. Và hôm đó chúng tôi biến cái cuộc họp đó thành một cuộc đối thoại để cho các người dân tự do tiến cử tất cả những cái người vào ban trụ bị. Sau đó công ty Hùng Thanh họ đã ký một cái quyết định thành lập một cái ban trụ bị và cùng nhau làm việc trong vòng 6 tháng. Tôi cũng có được dự vài lần. Và sau 6 tháng đó thì tiến hành đại hội, nhưng đại hội cũng không thành công. Bởi vì cư dân, cái tỷ lệ cư dân đến tham dự, số lượng cư dân đến tham dự không đạt tỷ lệ theo quy định. Thì theo luật thì chúng tôi không thể tự tổ chức mà phải do địa phương tổ chức và chúng tôi phối hợp. Sau cái lần thất bại đó thì chúng tôi buộc phải thuê một đơn vị vận hành để vào vận hành tòa nhà. Việc mà để vận hành cái tòa nhà là do công ty Hùng Thanh và đơn vị được thuê phải vận hành tòa nhà. Chúng tôi chỉ làm trên cái công tác là đôn đốc, nhắc nhở và kiểm soát cái chi phí hợp lý để tiết kiệm cái tiền phí của cư dân. Đó là trách nhiệm của công ty mẹ.